Đây, em cũng là bin thủ, em bán cho anh em là em đã có sao nói vậy rồi. Em còn thấy nhịn dùng 100% pin mà nó tụt nhanh quá em cũng khó chịu vậy. Nhưng mà em không có kích. Anh em xài mà có 3-4 tháng nữa pin nó cũng 100%, anh em sạc thêm 1.000 lần nữa pin 100%, anh em bảo em hack à. Em hack bất tử à. Còn pin nè, đó, nó sạc 1.020 lần, pin 100%, mã Ipsic A mã Úc nè. Nó hàng tay đàng hoàng nha. Đó, Product Date 2019 nè. Đó, cái máy của nó gì nè. Đây, em cho anh em coi đàng hoàng rõ ràng luôn. Cài đặt chung, giới thiệu, khớp email chưa? Đó, khớp serial number chưa? 256GB không báo một dòng đã thay pin linh kiện Apple chính hãng hay pin linh kiện không xác định gì hết. Bên trong ông đã dán tem cam kết luôn rồi. Nè, tem hoàng kim cam kết luôn rồi. Men zin nè, không có nhựa thông, không có giặt tẩy, không có gì hết nha. Cam trước, cam sau, màn hình siêu màn các kiểu nha. Đây, siêu pin đây. Nè, em quay sát hết sức có thể cho anh em coi này, thấy không? Thấy cái siêu pin nó làm đẹp không? Pin zin của nó đó. Pin thay, pin sàn cổ nó khác. Nè, đó, cái cục cái sợi cáp pin nè, đó, thẳng thớm đẹp đẽ siêu pin của nó nè. Rồi, trái táo nữa nè, đó, siêu trên, siêu dưới nè, đó, cái lỗ tròn tròn móc cái siêu nè, đó, em quay cận cảnh cho anh em coi rồi, cái này nếu mà em kích pin là em tặng, nhưng mà sạc 1.000 lần rồi nó méo chịu xuống 9X hay là 8X, em mình vô không, trong máy thì chỉ có mỗi cục pin là hóa học thôi, cục pin là hóa học thôi, coban, axit, chì hay là nước nôi trong đó thì em không biết, trong đây nó là hóa học. Electron nó sẽ di chuyển từ trên xuống dưới, từ bắc lên nam gì đó, ở giữa là cái chất đường dẫn dung môi, rồi bắt đầu anh em sạc xả thời gian các kiểu. Nếu mà lý do mà tại sao mà hàng tây này mà xài cả ngàn lần mà vẫn còn keng 100%, em nghĩ chắc do xài sạc chậm quá. Như bên tây người ta thích có 5 xăng, yếu quên 5 quá thôi, người ta sạc á, người ta xài á thì chắc là vô đây trong khoảng hơn 2 năm rưỡi 3 năm mà người ta xài vẫn 100%, vẫn đẹp keng nhẹ nhàng. Ok, không có phải nhanh như mình. Việt Nam mình toàn thích 18-20 không à. Vô tầm 30 phút là đầy rồi, là xong rồi. Thành ra anh thấy cục pin nó nóng, nó chai nhanh quá. Nè anh em coi thích cái máy nè, bóng lưỡng đẹp keng. Đây là cái chuẩn máy em lựa. Em lựa một chuẩn nè, bóng lưỡng đẹp keng, không tì vết như vậy. Nè, màn hình nè, không xì ba xì bum gì hết, đẹp keng. Đó, như vậy là em lấy. Em rút cái chân sạc cho anh em coi. Trời, bên tay người ta xài người ta kỹ lắm. Người ta cấm. Nè, anh em thấy chân sạc không? Trời ơi, cấm không có tày quầy nha, không chày không gì hết nha. Rất là kỹ, nên em nói rồi, nếu mà được á, anh em chịu khó, anh em đổi xuống từ từ thôi, cứ đừng cứ 18-20. Mình xài 5 thôi. Rồi lại mình sạc lên 2 tiếng, 3 tiếng là nó ok. Chứ gì cứ kiếm 18-20 sạc 5-10 phút nó đầy hết trơn. Pin nó mau chai ở thừa tại em. Rồi nhớ nha, em nói trước nha. À, mình nói là mất lòng trước, được lòng sau nha. Cái này em nói trước em không có kích. Anh em về anh em xài một tháng nó rớt xuống 80%, đừng đổ thừa em, tại cái máy nó báo tương đối thôi. Còn anh em về xài thêm năm nữa nó vẫn 100%, cũng đừng đổ thừa em, hack bất tử nha. Rồi thấy nha.